xin kính chào quý khách. Mình tên là Nguyễn Duy Giang, mình là nhân viên kinh doanh của sàn bất động sản Nam Hưng Lan. Thì sàn Nam Hưng Lan là sàn của chủ đầu tư An Gia. Thì hiện tại Giang đang đứng ngay vị trí dự án Westgate của chủ đầu tư An Gia sắp triển khai vào quý 4 năm 2019 này. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới chợ Bình Chánh. Từ trung tâm hành chính của huyện Bình Chánh, quý khách di chuyển bằng con đường Tân Túc. Quý khách đi thẳng con đường Tân Túc tới ngã ba đèn đỏ Tân Túc và Nguyễn Hữu Chí là rẽ trái. Đây là ngã ba Tân Túc và Nguyễn Hữu Chí. Thì quý khách rẽ trái vào đường Nguyễn Hữu Chí. Thì đường Nguyễn Hữu Chí này quý khách có thể đi thẳng xuống huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Từ thành phố Hồ Chí Minh có hai con đường có thể di chuyển thẳng xuống huyện Bến Lức. Thì một là quý khách có thể đi đường quốc lộ 1A, hai là quý khách có thể đi di chuyển bằng con đường Nguyễn Hữu Chí này. Từ dự án Westgate, quý khách có thể di chuyển đến những cái nơi để mà có mua bán như chợ trung tâm thương mại hoặc là chợ đầu mối thì cũng rất là thuận tiện. Thì mình đi nhanh nhất đến chợ. Thì hiện tại chúng ta đã đến chợ nè. Khu chợ này thì nó khá là đông đúc và sầm uất. Do mình thời gian mình đang quay video này là khoảng 12 giờ trưa nên nó hơi vắng người. Nhưng buổi sáng thì ở đây khá là đông đúc nó nhé quý khách. Đây trước mặt quý khách là chợ. Từ vị trí chợ này quý khách có thể đi vòng vào cụm khu hành chính. Thì khu hành chính hồi nãy mình quay một vòng là các cơ quan nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước. Thì bây giờ mình di chuyển tiếp theo là các trường học, những cái tiện ích về trường học. Từ hồi nãy là mình thấy có trường mầm non và nhà thiếu nhi thành phố. Thì bây giờ mình rẽ trái vào tuyến đường này, ngay đèn đỏ là quý khách có thể rẽ trái. Và chúng ta di chuyển khoảng 50m, 50 đến 100m, tiếp tục rẽ trái là vào cụm trường, từ trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông của huyện Bình Chánh. Các trường này là mang tên là trường Tân Túc, tại vì nó nằm tọa lạc trên xã Tân Túc, huyện Bình Chánh. Thì trường học ở đây là khá là đông học sinh nha. Sau này quý khách mua căn hộ tại dự án Westgate thì khỏi lo vấn đề về trường học cho con cái của quý khách sau này. Thì ở đây dường như là đầy đủ về trường học rồi. Trường học này cũng là nằm trong khu hành chính luôn. Trước mặt quý khách là trường trung học cơ sở Tân Túc. Bên đây là trường trung học phổ thông Tân Túc. Và ở đây nó có một cái hồ bơi Tân Túc nữa. Thì cái hồ bơi và sân vận động, sân thể thao này dành cho các em học sinh.
thì những cái trường mà trường trung học, trường tiểu học, trường trung học cơ sở xung quanh huyện Bình Chánh thì có xe đưa đón cho học sinh đến đây để mà chơi thể thao hoặc là bơi lội. Thì con em của quý khách mà ở ngay đây thì khỏi phải nói rồi, cái việc sở hữu nó là điều tất yếu. Hoặc đầu tư hãy quyết định sớm booking, liên hệ với Giang, số điện thoại của Giang là 091 424 5885, thì Giang sẽ hỗ trợ quý khách booking để mà chọn được một cái vị trí đẹp nhất tại dự án. Cảm ơn quý khách hàng đã dành thời gian theo dõi một cái video ngắn của Giang.